Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra hội chợ kết nối nông sản thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Hội chợ thu hút 150 gian hàng của khoảng gần 100 đơn vị tham gia đến từ 20 tỉnh, thành phố, các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội với nhiều chủng loại sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền, các sản phẩm OCOP của các địa phương như Nam Mộc Châu, tỏi một nhánh Sơn La, mực giã tay Quảng Ninh, trà san tuyết Hà Giang, mật ong Hưng Yên. Sở Công Thương Hà Nội cho biết trên địa bàn Hà Nội có 453 chợ, trong đó có 2 chợ đầu mối và 5 chợ đang hoạt động có tính chất đầu mối. Lượng nông sản thực phẩm tại chợ cung ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ của nhân dân thủ đô. Để từng bước kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm lưu thông tại các chợ phục vụ nhân dân thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các sở ngành, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tích cực triển khai các nhiệm vụ của đề án quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, công tác giao thương kết nối thường xuyên được đẩy mạnh nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cung ứng cho các chợ. Cùng với đó, công tác thanh kiểm tra, giám sát được các đơn vị tăng cường thực hiện góp phần kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm lưu thông tại chợ.